nhà máy đóng cửa, giá cây cao su thanh lý giảm sâu. Hố tử thần khổng lồ xuất hiện khiến cả xóm hoang mang. Bắt giữ ba nghi phạm chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Xe container hút sập giải phân cách gây tai nạn liên hoàn. Phút đời thường hôm nay là những hình ảnh về những nghệ nhân xóm lồng đèn bán ký ức mùa trung thu. Kính chào quý khán giả của Góc nhìn trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Tư ngày 30 tháng 9 năm 2020. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Trinh Trà của chương trình Góc nhìn trưa nay. Thưa quý vị, không còn ở mức cao ngất ngưỡng như mọi năm do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, nhiều nhà máy đóng cửa khiến giá cây cao su thanh lý ở thời điểm này đã bất ngờ giảm sâu chỉ bằng 2/3 mức giá so với cùng kỳ năm trước. Quyết định thanh lý 2 hectare cao su đang chuẩn bị bước sang năm thứ 12, thời gian cây cao su cho mủ dồi dào nhất. Gia đình anh Võ Văn Thành ở xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước ước tính thu về khoảng 350 triệu đồng. Với 900 cây cao su, nếu ở thời điểm này năm trước, gia đình anh đã có thể bán được khoảng 500 triệu đồng. Dẫu vậy, anh vẫn quyết định bán bởi đã không còn mặn mà với loại cây trồng này. Nghe nói mấy người mua cây bảo là năm nay nhiều nhà máy chế biến gỗ đóng cửa cho nên là giá nó xuống thấp. Giá cây cao su thanh lý hiện đang được mua ở mức từ 350 đến 400 ngàn đồng một cây tùy theo kích thước. Trong khi đó, ở thời điểm này năm trước, mức giá thấp nhất cũng vào khoảng 500.000 đồng. Các thương lái thu mua cây cao su cho biết, hiện đã có 3 nhà máy gỗ cao su trên địa bàn phải đóng cửa do tình hình dịch bệnh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá cây cao su thanh lý giảm sâu. Thưa quý vị, một hố tử thần với kích thước đủ để nuốt chửng một chiếc xe tải bất ngờ xuất hiện trước sân một gia đình tại xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, khiến cả xóm vô cùng hoang mang. Trước đó, gia đình chị Đinh Thị Vân, ngụ thôn Thanh Long, xã Hóa Thanh, đang ở trong nhà, thì một âm thanh lạ rất lớn xuất hiện ở phía trước nhà. Chị Vân chạy ra kiểm tra, thì phát hiện một hố sâu khổng lồ. Người dân đo được đường kính của hố này lên khoảng 8 mét, sâu khoảng hơn 3 mét. Rất may thời điểm hố sâu xuất hiện không có người qua lại, nên không gây nguy hiểm tính mạng. Sự xuất hiện của hố sâu này khiến người dân trong khu vực thôn Thanh Long rất hoang mang và đã báo chính quyền địa phương. Cùng ngày, chính quyền xã Hóa Thanh đã đến kiểm tra vụ việc. Nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa thể xác định chính xác, nên biện pháp trước mắt là cấm biển cảnh báo người dân không lui tới ở khu vực có hố sâu để tránh nguy hiểm. Thưa quý vị, gần 10 năm miệt mài với từng cây bút màu, mẫu giấy xinh xắn, bà Đỗ Thu Hà, 68 tuổi, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã làm thủ công hàng nghìn chiếc lồng đèn giấy mini với họa tiết tỉ mỉ. Nhìn những chiếc lồng đèn thủ công được xếp ngay ngắn trong hộp, khó ai nghĩ từ một mẫu giấy trắng tinh cùng những cây bút màu đầy màu sắc, bà đã tự tay vẽ nên những họa tiết, phối màu theo ý thích, rồi cắt dán, gấp hoàn toàn thủ công. Để tạo nên sự khác biệt cho lồng đèn mini, bà còn dùng tay tạo hình nếp gấp giấy, làm nên những đường xếp chi tiết cho thành phẩm thêm phần sinh động. Tạo ra chứ không có bài bản hay là mẫu mã gì ở đâu hết á. Tự nhiên mình có tờ giấy trắng là trước mặt là bắt đầu mình nghĩ ở trong đầu, cái nào hợp với màu nào, đi với màu nào hợp, rồi mình vẽ. Còn có cái nào trùng với cái nào mà nhiều người thích á thì mình mới vẽ 2-3 cái giống nhau. Mình vẽ cũng bằng suy nghĩ trong đầu mình họa tiết như thế nào chứ không có bằng rập khuôn, bằng máy hay cái gì hết, toàn là tự là sáng tạo ra, nghĩ ra trong đầu vậy thôi ạ. Những bạn trẻ đến lựa mua đều tỏ ra bất ngờ với quá trình làm lồng đèn mini của bà, thậm chí còn bối rối khi lựa chọn vì mỗi cái đều có một nét riêng khác nhau, không trùng lẫn với cái nào. Thì khi thấy cái lồng đèn này á, thì nhìn nó rất là đặc biệt, không có giống bất kỳ cái lồng đèn nào khác ở ngoài thị trường hết. Tại vì thứ nhất là nó bé, thứ hai là mỗi cái họa tiết của nó là không có giống cái nào hết. Qua cái lồng đèn này á, thì mình thấy được cái tình cảm của cô đối với cái lồng đèn này. Tại vì những cái chi tiết nhỏ, dù mình qua những cái chi tiết nhỏ, mình thấy nó rất là... Mỗi lồng đèn được bán với giá 15.000 đồng, thường dùng để trang trí trong nhà trong những ngày lễ, đặc biệt là đêm Trung Thu.
Vừa qua, chương trình Tết Trung Thu, Tết của Sẻ Chia do Câu lạc bộ Liên kết Trẻ Việt Nam với sự tham gia của Hoa hậu Việt Nam Lương Thùy Linh và học sinh tình nguyện các trường trung học phổ thông tại Hà Nội tổ chức tại Bệnh viện Sanh Pôn, Hà Nội đã mang đến những món quà ý nghĩa cho các bệnh nhi. Khi trẻ em trên khắp mọi miền Tổ quốc đang háo hức mong chờ Trung Thu bên gia đình, xem múa lân, rước đèn lồng, thì các bệnh nhi đang phải chiến đấu với bệnh tật. Chương trình với mong muốn mang đến cho các em nhỏ không may mắn mắc bệnh hiểm nghèo, không khí vui tươi của Tết Trung Thu, tiếp thêm hy vọng cho các em nhỏ. Chương trình đã trao 3.500 chiếc bánh Trung Thu do chính các bạn học sinh làm, cùng với những chiếc đèn lồng, các phần quà cho gần 400 em nhỏ tại Bệnh viện Sanh Pôn và Bệnh viện Ca Tân Triều. Đây là năm thứ 7 chương trình Tết Trung Thu, Tết của Sẻ Chia được tổ chức dành cho các bệnh nhi. Những phần quà không có giá trị lớn, nhưng sự quan tâm của cộng đồng sẽ giúp các em có thêm niềm tin, động lực để chiến thắng bệnh tật, đón một mùa Trung Thu ý nghĩa. Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Đen, 35 tuổi, ngụ huyện Cái Nước về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Vụ việc bị phát hiện vào ngày 27 tháng 9. Đối tượng và gia đình bị hại có mối quan hệ quen biết nhau. Theo hồ sơ, vào ngày 27 tháng 9, sau khi đi công việc về, cha mẹ của em M đi ngang phòng ngủ của cháu thì nghe tiếng động, rọi đèn vào trong phát hiện Đen và cháu em M không mặc quần áo. Sự việc được gia đình trình báo cơ quan công an. Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường khám nghiệm và thu giữ các vật chứng có liên quan. Khai thác nhanh, Trần Văn Đen thừa nhận đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục đối với cháu em M 4 lần. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý. Công an thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ Hoàng Văn Phòng, 43 tuổi, ngụ xã Quảng Đại, Lê Văn Quyến, 33 tuổi và Viên Đình Cường, 41 tuổi, cùng ngụ xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, lực lượng công an thành phố Sầm Sơn bắt quả tang Lê Văn Quyến và Viên Đình Cường đang có hành vi trộm cắp 6 quạt trần tại một nhà hàng trên địa bàn phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn. Theo điều tra của công an, bước đầu hai nghi phạm khai nhận đã nhiều lần cùng một số đối tượng khác trộm cắp tài sản tại nhà dân mang đi tiêu thụ để lấy tiền mua ma túy sử dụng. Mở rộng vụ án, công an thành phố Sầm Sơn bắt giữ Hoàng Văn Phòng là đồng phạm của Quyến và Cường. Khám xét tại nhà nghi phạm trên, công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ án. Công an thành phố Sầm Sơn đang tiếp tục điều tra vụ án. Sau khi tông sập giải phân cách giữa đường, xe container lao sang chiều ngược lại rồi tông vào hai xe ô tô khác trước khi dừng lại. Vụ tai nạn xảy ra vào khuya ngày 29 tháng 9 tại khu vực ngã tư Bạch Đằng Phan Bội Châu, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo tài xế xe container, khi ra khỏi cảng Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, trên đường Bạch Đằng từ hướng ngã tư Hàng Xanh đi chợ Bà Chiểu đến khu vực ngã tư Bạch Đằng Phan Bội Châu thì xe va vào giải phân cách giữa đường nên mất lái, lao qua phần đường đối diện rồi tông vào một xe taxi và một xe ô tô khác đang đi theo hướng ngược lại. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng cả ba xe đều hư hỏng nặng. Lực lượng cảnh sát giao thông quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, giải quyết vụ việc. Không cầu kỳ hoa mỹ, không tiếng nhạc vui tai, suốt hơn 50 năm qua, lúc thịnh lúc suy, những chiếc lồng đèn giấy kiến truyền thống ở xóm lồng đèn Phú Bình, đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh luôn có một giá trị đặc biệt, đó là ký ức về một mùa Trung thu ấm áp, màu sắc và đầy tiếng cười trẻ thơ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với xóm lồng đèn Phú Bình quý vị nha. Từ hơn 100 hộ làm lồng đèn giấy kiến, hiện xóm lồng đèn Phú Bình chỉ còn một số hộ mặn mà với nghề truyền thống. Những chiếc lồng đèn giấy kiến cuối cùng đang được các nghệ nhân hoàn thành gấp rút để chuyển tới khách hàng. Năm nay, với sự xuất hiện của dịch Covid-19, nghề truyền thống này cũng phần nào bị ảnh hưởng. Năm nay là năm mùa dịch đó. Do vậy là đầu năm là gia đình đã chuẩn bị rồi, mua các nguyên liệu rồi để làm rồi, chuẩn bị sẵn hết rồi, làm sẵn hết rồi. Thì đang làm thì bắt đầu chuẩn bị thì nghe tin mùa dịch thì bắt đầu là ngưng lại. Vẫn tiếp tục làm nhưng mà sản xuất với số lượng vừa đủ thôi. Nói chung là nó chỉ có một mùa thôi nhưng mà nó cũng nuôi sống được
và với cái tháng khác á, thì tháng Tết á, thì họ lại làm bông, rồi bông bông vải, bông mũ, bông mút á, để họ bán Tết, rồi đến Trung Thu thì làm đèn truyền thống này, hoặc là đến Noel thì làm cái đèn Noel. Để gắn bó và phát huy nghề truyền thống, những người thợ nơi đây luôn đau đáu trong việc phát triển sản phẩm đi sát với nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của người tiêu dùng. Sau một thời gian mấy năm thì cái đèn điện tử bắt đầu nó nhàm đi rồi, nó không có phát triển được nữa, nó không ra mẫu mã mới được nữa. Trong đó đèn truyền thống bắt đầu mình đổi lại mẫu mã, mình đổi, mình bắt kịp theo đèn điện tử, nhưng mà nó vẫn mang nét truyền thống. Thì có những hộ họ nghĩ khó khăn thứ nhất là họ lớn tuổi làm không được, thứ hai nhà chật á, lúc trước là hơn 100 nhà thì giờ còn hơn 10 nhà thôi. Không còn quá náo nhiệt như trước, thế nhưng mỗi mùa Trung Thu, từ xóm nhỏ này, những con gà, cá chép, thỏ ngọc, ông sao với đường nét hoa văn sắc sảo mềm mại vẫn tỏa ra các ngõ phố, con đường, đến với những ai yêu nét văn hóa cổ truyền, yêu thích những chiếc lồng đèn giấy kiến. Từ hồi nhỏ là mình đã bắt đầu mình làm nó rồi, mình đã theo cái nghề này rồi, tức là mình phụ mình làm rồi, nên mình cảm thấy là ngày nào đến cái mùa Trung Thu á, mình nhìn thấy cái lồng đèn là lúc nào cũng nhớ đến nó, và nó theo cái vào trong cái tâm trí mình rồi, nên là thôi mình cứ cố gắng gìn giữ cái nghề truyền thống này, sau này mình cũng truyền lại cho con mình hoặc cháu mình hoặc là những người quen mà yêu thích, muốn gắn bó với cái nghề này. Nối nghề từ cha và gắn bó hơn 30 năm với nghề lồng đèn giấy kiến, với anh Nguyễn Trọng Thành, khi còn có người mua lồng đèn giấy kiến thì anh còn làm nghề. Đây cũng là thông điệp chung của những người thợ hiện nay ở Phú Bình, những người dùng kỷ niệm để lưu giữ, tái hiện những ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11h30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.